Đầu tiên về thiết kế, Mi Max 2 sở hữu tổng thể thiết kế hoàn thiện và đẳng cấp hơn thế hệ đời đầu, mang trong mình một ngôn ngữ kim loại nguyên khối sang trọng, cứng cáp cùng bốn góc bo cong mềm mại. Mặt chiếc máy giống hệt với đàn anh tiền nhiệm với camera selfie, loa thoại và ba phím cảm ứng điện dung tiện ích. Thay đổi chủ yếu về bề ngoài nằm tại mặt sau, khi Xiaomi đã thay đổi vị trí camera chính và đèn flash LED trên Mi Max 2, cũng như thu hai dải anten về gần hai đầu máy, tạo nên vẻ hoàn thiện tốt hơn cho thiết bị so với Mi Max. Điều này khiến mình liên tưởng đến thiết kế mặt lưng giống với siêu phẩm đình đám iPhone 7 nhà Apple. Còn cảm ứng vân tay vẫn được bố trí tại trung tâm mặt sau thiết bị, kết hợp với sự phân bố hợp lý các phím cứng, rách cắm tai nghe hay loa ngoài. Đặc biệt, thêm nâng cấp sáng giá trên Mi Max 2 khi Xiaomi đã trang bị cho sản phẩm cổng USB Type-C thời thượng, thay thế cho cổng micro USB như trên Mi Max. Tổng quan về thiết kế, Xiaomi đã chăm chút tỉ mỉ cùng độ hoàn thiện tốt hơn cho dế cưng Mi Max 2. Về màn hình, máy vẫn sở hữu màn hình khủng 6,44 inch, độ phân giải Full HD cùng tấm nền IPS LCD được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 4 chắc chắn, giống hệt trên thế hệ đời đầu Mi Max, mà thay vào đó cung cấp sức mạnh cho Mi Max 2 là con chip Qualcomm F625 8 nhân, xung nhịp 2GHz, dung lượng pin lên tới 5.300 mAh, cao hơn dung lượng 4.850 mAh trên Mi Max. Đi kèm sạc nhanh Quick Charge 3.0 có thể sạc lên 68% pin trong vòng 1 giờ. Các bạn khỏi lo vấn đề về pin trong quá trình sử dụng, không làm gián đoạn công việc văn phòng hay đang mải miết chơi game, cày phim bom tấn của người dùng. Qua clip thử nghiệm test pin với iPad mini 4, Huawei P10 Plus và iPhone 7 Plus thì cùng mở những ứng dụng giống hệt nhau nhưng với dung lượng pin vượt trội, Mi Max 2 của Xiaomi đã đánh bại hết tất cả các đối thủ trên mà vẫn còn tới 50% pin. Ngoài ra về camera, Mi Max 2 sử dụng camera chính 12 MP, sử dụng cảm biến Sony IMX386 tương tự trên flagship Mi 6, hỗ trợ lấy nét theo pha, chụp ảnh HDR hay chụp ảnh toàn cảnh panorama, cùng đèn flash LED 2 tông màu trợ sáng tốt. Kết hợp với camera selfie 5 MP đem đến chất lượng ảnh chụp tốt cùng màu sắc chân thật. Hơn nữa, hệ thống âm thanh của Mi Max 2 còn được nâng cấp với loa kép stereo với việc sử dụng loa thoại để bổ trợ thêm cho loa ngoài. Loa kép được tự động kích hoạt khi người dùng xoay ngang máy để chơi game hay xem phim, 6 triệu cho bản 128GB. Trong thời điểm đợi chờ Mi Max 2 về đến Việt Nam thì các bạn có thể tham khảo đàn anh tiền nhiệm. Yeah.